bộ phim Thương Gia. Các diễn viên chính: Lee Chae-ryong trong vai Sang Ốc, Kim Hyun Joo trong vai Daniel, Jung Bo-seop trong vai Jisoo, Lee Jun-jae trong vai Chu-myung, Hong Eun-hee trong vai Mi-keum và các diễn viên khác. Nguyên tác: Choi In-ho. Kịch bản: Choi Kwan-kyu. Đạo diễn: Lee Byung-hun.